mang chị mượn. Em hỏi cái làm gì chứ, nó lấy của em đưa đứa tay mà vậy? Em sợ chị giật của em. Em điên hả? Chị cầm điện thoại em ơi, em cứ đứa tay chụp chụp là chị tự ái đó. Thôi chị ơi, em phải hồi trước chứ. Thì cũng phải chị cho chị chụp xong, chị mượn xong cái đã. Chị này. Cái tài. Là tại sao chưa đăng ký kênh của chị? Tại sao em vẫn chưa bấm đăng ký? Tại vì em đợi cái series ngon quá ngon của chị lên là em mới bắt đầu subscribe luôn. Cái mà em có sự giả trong đó không? Em hoàn toàn có tính toán trong đầu hết, không hề. Cái kiểu giống như là em không hề có một cái ý định là sẽ subscribe kênh của chị luôn á. Em là có ý định là ngày hôm đó em sẽ subscribe xong em share kênh YouTube của chị luôn cho mọi người cùng subscribe. Thôi đủ rồi, em không làm thì chị làm. Em nhiều nha. Dạ. Nhớ là thôi chị, để chị bấm ra chỗ khác để em khỏi phải khỏi. Ừ, được rồi. Cảm ơn em. Dạ, cảm ơn trời.